bán cà phê dạo treo biển nghỉ 48 ngày để sang Mỹ thăm hai con gái. Dân mạng tỏ ra thích thú trước tấm biển thông báo tạm nghỉ 48 ngày của người đàn ông bán cà phê dạo với lý do đi Mỹ thăm hai đứa con gái đang làm bác sĩ giáo sư. Mới đây bức ảnh người đàn ông bán cà phê dạo ở thành phố Hồ Chí Minh treo tấm biển thông báo tạm nghỉ bán để đi Mỹ thăm con gái khiến nhiều người thích thú. Bức ảnh nhanh chóng thu hút hơn 12.000 lượt like và được chia sẻ trên các diễn đàn Câu chuyện về chú bán cà phê nuôi được hai con thành tài khiến nhiều người suy ngẫm. Bán cà phê dạo dù có con làm bác sĩ giáo sư. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi làn da rám nắng, đứng bên chiếc xe máy cũ, chở trên đó là thùng đá, cà phê và đằng sau lệnh khẩn đầy cốc nhựa nhưng vẫn toát lên nét rạng rỡ không khỏi gây xúc động. Tấm biển treo trên chiếc xe máy ghi dòng thông báo dễ thương, cà phê buôn ma thuột tạm biệt các bạn trong 48 ngày, từ thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2019 đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2019. Lý do đi Mỹ thăm hai đứa con gái đang làm bác sĩ giáo sư. Nguyễn Tính, người chụp bức ảnh cho hay, sáng nay ngày 4 tháng 3 chú có bán, nhưng đến chiều là chú nghỉ rồi, mình có nói chuyện với chú vài câu. Từng mua hàng của chú mấy lần, mình thấy chú khá thân thiện, vui vẻ và thường xuyên hỏi thăm khách. Bình thường chú hay đến sớm, bán đến chiều, Hồi mới ra Tết, chú còn tặng mỗi khách một bao lì xì, bên trong có tờ 1.000 đồng mới tin. Nguyễn Tính chia sẻ thêm, anh cũng hy vọng sau này mình có dịp trò chuyện với người bán cà phê đặc biệt này. Giữa bài đăng không ít người quen biết nhận ra đây là chú bán cà phê ở gần chỗ mình và dành nhiều lời khen cho chú. Dòng thông báo vừa thú vị vừa ý nghĩa đã nhận được nhiều bình luận tích cực từ dân mạng. Mọi người đều nhận ra cảm xúc tự hào của người cha dù làm công việc vất vả, giải nắng dầm mưa dành cho những cô con gái của mình. Con cái là niềm tự hào của cha mẹ. Sao phải khoe chuyện con gái làm bác sĩ giáo sư? Có con tài giỏi như vậy, tại sao vẫn phải đi bán rào cho cực khổ? Đó là những ý kiến thắc mắc của một số người, cho rằng bác trai đang cố tình khoe khoang có con tài giỏi. Nhưng ngược lại, đa số mọi người cảm thấy thông báo của người bán cà phê dạo là xuất phát từ tình cảm niềm vui khi sắp được gặp những người con thân yêu cắt ra cả nửa vòng trái đất. Còn việc họ làm công việc gì đi nữa cũng không phải là vấn đề để đưa ra so sánh phán xét. Đinh Duyên bày tỏ, thử sinh được đứa con mà nuôi nó thành danh, xem có sáng bừng mặt không, bác rất đáng để tự hào, mình thấy bác dễ thương. Lò Thúy Hằng nhận xét, sau này mình mà có con cái làm bác sĩ giáo sư ở nước ngoài thì chắc chỉ thiếu điều bắt loa khoe cho cả phường thôi ấy, cha mẹ có quyền tự hào về con cái mà. Nhiều người còn chia sẻ thêm câu chuyện của riêng mình về tình yêu thương của những bậc làm cha làm mẹ dành cho con gái. Trần Ngô Gia Hanh kể mình đi Đà Nẵng chơi, mua cái áo cho cha mà cha mình gặp ai cũng khoe. Mình mà ở Mỹ làm bác sĩ giáo sư, chắc cha hên băng rôn treo từ trong nhà ra ngoài đầu đường quá. Tài khoản NB cũng có một người cha đáng yêu như vậy. Tết vừa rồi mình mua cho cha cái áo sơ mi, miệng thì bảo mua làm gì cho tốn kém, còn kia không thích màu đấy. Thế mà trước hôm giao thừa, cha cũng kêu mẹ giặt đi để giao thừa mặc cúng ông bà tổ tiên. Như vậy mới thấy cha mẹ nào cũng vậy, hy sinh tất cả vì con cái mà không đòi hỏi được đền đáp. Đối với họ, con cái trưởng thành hạnh phúc chính là món quà lớn nhất họ mong muốn.